Mấy bữa ở đây nè, có cái vấn đề nói là mình nói không thật. Không thật là có cái vấn đề nó có vợ Thái Lan. Nó dẫn bên Thái Lan về gù quến người ta lấy tiền bạc vậy đó. Gù quến người ta chết, rồi bây giờ có vợ khác. Thì mình đã giải thích như thế này. Đâu phải luật pháp Việt Nam mà đơn giản đâu. Gây thương tích là đã bị chịu trách nhiệm với pháp luật rồi. Chứ đừng có nói là đánh chết người. Cho nên từ chỗ đó bà xã tôi bên Thái Lan á, bà có coi được cái clip này. Bà nói bà sẽ sắp xếp cái công việc rồi bà sẽ về bà. Rồi Tiến chào tất cả cô chú anh chị em nha. Thì hôm nay Tiến mời anh Sơn lại đây có mặt để giải thích những vấn đề lùm xùm mấy ngày qua. Thì thật sự nói là anh Sơn không có phe phang của cải tài sản gì hết. Cái từ đại gia đó đó là tự Tiến đặt ra. Thì hổm gà thì Tiến cũng đặt nhiều cái từ đại gia, nhưng không biết lý do gì thì anh em làm nghề YouTube với nhau thì lại đem cái chuyện của anh Sơn ra để mà soi mói. Đó, thật sự ra mà nói mấy anh em, mà mình làm YouTube thì mình làm công việc đàng hoàng đi đó, mình kiếm đồng tiền cho nó sạch hơn đó. Thì người thí dụ người ta làm đại gia hay đại gì cũng không cần biết, người ta cũng không đụng chạm tới mình đó. Thì em cũng là nói với anh em thì mình đừng soi mói gì, soi mói gì thật sự ra nói đó là xúc phạm danh dự và cỡ một người đó. Có thể là thưa mấy anh là vẫn được, tại vì mấy anh xúc phạm đến danh dự của những người khác. Thì em khuyên mấy anh thì chỉ bấy nhiêu lời thôi. Còn hổng gài cô chú anh chị em cộng đồng mạng thì cũng nói là kênh của Tiến là đưa mấy ông tào lao bắt giác gì đó lên, là nói là làm bộ đại gia hay là anh Sơn bỏ tiền ra để cho bóc phốt anh Phân lên cho nổi tiếng. Thật sự ra thì Tiến không bao giờ làm cái điều đó. Ai có tiền thì Tiến nói có tiền, ai không tiền thì Tiến nói không tiền. Thì hôm nay Tiến sẽ mời anh Sơn lại đây để có mặt để giải thích cái vấn đề vừa qua cho cô chú anh chị em hiểu hơn. Cái thứ hai nữa, anh Sơn ảnh đâu có lừa gạt ai mà nói anh Sơn lừa gạt, phải chi mà anh Sơn lên đây kiếm nữ đại gia nào đó để xứng tầm với ảnh thì đó là mới lừa gạt. Còn ảnh là kiếm một người lớn tuổi thật tình để yêu thương ảnh, để chăm sóc cho nhau trong cái khoảng đời còn lại. Thì hôm nay có anh Sơn đây thì Tiến sẽ mời anh Sơn nói giải thích những cái vấn đề vừa qua nha. Dạ em mời anh Sơn nha. Xin chào cộng đồng mạng. Hôm nay mình trở lại cái kênh của Tiến để giải thích ra những cái chuyện mà nó cho nó rõ ràng để mọi người hiểu, chừng có hiểu nhầm. Tại vì hồi trước đây mình cũng có nghe mấy bữa ở đây nè, có cái vấn đề nói là mình nói không thật. Không thật là có cái vấn đề nó có vợ Thái Lan. Nó dẫn bên Thái Lan về gù quến người ta lấy tiền bạc vậy đó. Gù quến người ta chết, rồi bây giờ có vợ khác. Thì mình đã giải thích như thế này. Đâu phải luật pháp Việt Nam mà đơn giản đâu. Gây thương tích là đã bị chịu trách nhiệm với pháp luật rồi. Chứ đừng có nói là đánh chết người. Cho nên từ chỗ đó bà xã tôi bên Thái Lan á, bà có coi được cái clip này. Bà nói bà sẽ sắp xếp cái công việc rồi bà sẽ về, bà đến đây để giải thích cho anh em nghe. Còn cái thứ hai nữa, nói cái vấn đề mà tôi lừa gạt chị em rồi á, là lừa đảo về đủ thứ. Sự thật tôi không có cái tư cách là nói lừa đảo lừa gạt gì đâu. Tại vì á, cái kinh của Tiến á, thì rất nghèo, cho nên mình lợi cái kinh nghèo. Còn cái kinh giàu á, nếu lừa đảo thì phải qua những cái kinh khác, những cái chị em khác người ta có tiền, cũng như cô Út chủ cây xăng đầu ta trăm tỷ ngàn tỷ thì qua đồ ánh mặc sức mà lừa đảo. Còn cái đây là cái kinh này nghèo mà người già nữa. Mà tôi sự thật ra tôi nói là tôi chọn cái người từ 50 tuổi đến 60 tuổi, người nghèo. Nếu mà nhà cửa rách nát đơn sơ tôi sẽ cất lại ở. Rồi cái thứ hai không có công ăn việc làm thì tôi sẽ tạo điều kiện cho công ăn việc làm. Thì như vậy là không phải lừa đảo ha. Cho nên từ cái chỗ cộng đồng mạng phải hiểu được cái ý và nhìn nhận rằng cái này gì cho tôi, chứ còn không phải lừa đảo. Còn cái Tiến nói đại gia, tôi không bao giờ nói là đại gia. Tại vì Tiến ở đây nói là ai mập là đại gia vậy thôi. Chứ sự thật là mình cũng một người dân bình thường với anh em chị em sống hòa đồng, chứ không có một cái lừa đảo gì hết. Còn một cái nữa, tại vì
những cái người á mà chửi bới đó tôi không bao giờ tôi phiền trách, tại vì những người đó đó nhiều khi cha mẹ ông bà của người ta nó còn nguyên vẹn, còn đầy đủ á, thì người ta như vậy. Nhưng mà khi nào á ông bà người ta mất một người còn lại một người thì lúc đó mới hết sức là đau khổ. Tại vì cái người già, người á là già là có cái cảnh khổ của người già, một là cô đơn ta sợ nhất, hai là neo đơn á là sợ nhất. Có cái cô nào đó chửi nói cái bà này á, hồi lúc chồng chết mới 31 tuổi à, mà có ba đứa con, mấy chục năm nay nuôi vợ con thành tài gả đồ hết trơn rồi, chứ tự nhiên bây giờ đi kết nối thì có chồng, thì có ai hiểu được cái người lớn tuổi hay không hả? Ai nuôi và ai săn sóc hả? Thậm chí ở nhà ghét rồi cái cô đó cũng nói cô muốn bị trầm cảm luôn, tội nghiệp lắm, thương lắm, thương những cái người lớn tuổi hả? Rồi nhiều khi cái hoàn cảnh, nhiều khi người ta con cái bạc đãi hả? Rồi cái cuộc sống của người ta nó không có ổn định, cho nên người ta mới tìm một cái mảnh ghép á, để săn sóc với nhau tuổi già. Còn nói thẳng cũng như bản thân tôi, hôm nay á, thì tuổi nó cũng đã xế chiều rồi, 66 tuổi rồi, tôi không có ham muốn một cái gì á. Còn có một số cô bác nói sao có tiền nhiều mà không đi làm từ thiện. Sự thật ra mà nói, làm từ thiện bản thân tôi biết, mình không có phô trương, mình không có nói mình giúp đỡ người này người nọ hoặc một cái quà bổng gì đó là tôi không nói ra. Cho nên chủ đó nó cô bác nhắc nhở vấn đề đó tôi rất mừng, tôi rất là cảm ơn, chứ không phải mà tôi phiền trách vấn đề đó. Còn nói vấn đề muốn lừa đảo thì phải lựa người trẻ tuổi, nói đi lừa đi Campuchia bán đồ đó thì tôi phải lựa 19, 20, hăm mấy tuổi gì thì đặng qua bển bán có tiền. Còn cái này á, mấy người già 50, 60 tuổi rồi mà lợi cái kinh thần tiếng này nó nghèo muốn chết, thì toàn đây là những người đến đây là những người nghèo, người già, lớn tuổi thì đến đây chỉ có một bộ quần áo thôi. Bây giờ lừa đảo mấy người này lấy bộ quần áo người ta gì, mà lấy bộ quần áo người ta thì lấy gì người ta bệnh, thì cộng đồng mạng sẽ hiểu biết được cái vấn đề đó, để hiểu được tôi có thể là tôi có lừa đảo hay không. Chứ đừng có nói ra nói là ông Sơn ông lừa đảo đồ này kia nọ. Mình làm từ thiện không cần cho người khác biết, và lương tâm mình biết là được rồi. Cho nên hôm nay mình đến đây mình đã phân trần để cho cô bác hiểu được. Còn người này nói qua người kia nói lợi là đủ chuyện trên đời. Mình không có phô trương, không, mình bây giờ là rất bình thường, cho nên mình kiếm những người nghèo bình thường sống với mình cho suốt cuộc đời. Cũng như là tôi đã hỏi là những chị em biết nấu cơm củi hay không, cơm củi rồi cá khô quẹt đồ cũng bị chữ nó muốn ăn được cái những cái không có cao lương quỷ vị gì nhưng mà như vậy cũng bị chửi, nói có tiền nhiều sao không ở nhà hàng khách sạn rồi đi ra có người che đồ này cái nọ mà đi ăn cơm khô quẹt, cá khô quẹt. Cái cách quan giả của tôi á, tôi muốn sống lại như cái kiểu hồi xưa, thì như đó là cái bản chất của tôi thôi, chứ còn tôi không có phô trương gì cả, tôi cũng không có tiền bạc gì á. Cho nên từ cái chỗ là tôi không có phô trương gì hết, cho nên cộng đồng mạng phải biết và thông cảm vấn đề đó cho tôi. Hỏi gì thêm không? Còn những ngày qua thì có mấy anh YouTube nói chú gì đó là chú nghĩ như thế nào? Sự thật ra cái vấn đề mà mấy anh YouTube cộng đồng mạng chửi thì nói sự thật tôi không buồn mà tôi thương mấy anh đó rất nhiều luôn. Ta chửi mình chừng nào mình thương nhiều chừng nấy. Tại vì một á là người ta có ông bà, người ta còn có đâu có bạn đầy đủ, chưa có cái cảnh mà nếu mất vợ mất chồng cái cảnh cô đơn đó thì người ta chưa hiểu. Rồi cái cảnh thứ hai nữa, tất nhiên mình chửi người ta mà vợ con mình có cơm ăn áo mặc, tại vì cái nghề nghiệp chửi rồi ha, chửi đặng vô câu like câu view rồi này kia nọ, nhưng mà tôi cũng không buồn, không buồn những anh em đó tại vì cái nghề nghiệp của anh em. Nhưng mà tôi hứa
anh em đó đừng có chửi nữa. Bây giờ anh em muốn làm có tiền, việc nhẹ, lương cao, tôi chỉ cho làm. Ở trong nước, tại nhà mình thôi. Tôi sẽ trả tiền lương gấp 2-3 lần tiền YouTube. Tôi chấp nhận vấn đề đó. Bằng cái nghề tôi nói luôn, chỉ phanh tay niệm Phật thôi. Sáng 4 tiếng, chiều 4 tiếng tôi sẽ trả lương cao hơn YouTube. Cho cái lương tâm mình nó thanh thản. Tại vì anh em chửi á, luận cái nghề nghiệp của anh em mà, nhiều khi bữa nay á mình chửi 5 người, 7 người. Rồi ngày mai cái con bệnh hỏi bữa nay có tin gì mới không ba? Cái mình nói bữa nay có cái ông U74 này chửi đã. Nếu mà chửi đã gì chắc là tiền nhiều. Mình cũng không có buồn phiền gì anh em hết, tại vì nghề nghiệp của anh em. Nhưng mà tôi hứa, nếu anh em đó ngưng lại vấn đề đó, đi niệm Phật giùm tôi đi. Đúng không? Một ngày 8 tiếng, sáng 4 tiếng, chiều 4 tiếng, tôi trả tiền lương cao hơn là cái tiền YouTube. Thì nói chung ra thì mấy ngày nay thì có rất là nhiều anh em, thật sự ra Tiến cũng rất là buồn. Mấy anh em là có nhiều anh em cũng nói Tiến là một phe với chú Sơn đây, bỏ tiền ra để mà tăng bốc chú Sơn lên. Thì chú Sơn nhảy thích, chú Sơn có bỏ tiền ra làm để cho Tiến, hay là chú Sơn muốn nổi tiếng hay gì, chú Sơn giải thích cái điều đó luôn. Sự thật ra mà nói á, không có cho Tiến một cái gì hết. Nhưng mà tự tôi á, muốn tìm một người lớn tuổi để săn sóc, trở về già săn sóc cho nhau. Chứ sự thật là Tiến cũng, tôi cũng không cho hay là nâng lên cái gì. Còn cái vấn đề mà nói đại gia là Tiến nói của Tiến chứ không phải là tôi. Mình không có phải là đại gia đại gì á. Một người dân bình thường, làm kiếm sống bình thường như mọi anh em chị em khác. Còn những người mà chửi bới đồ này kia nọ, mình không buồn đâu. Những người chị em nhiều khi người ta nói, nhưng mà mình rất vui, mình không có trách được cái những người đó. Tại vì người đó còn trẻ, chứ không phải người mà lớn tuổi được như cỡ tôi, dễ lớn hơn. Thì ta hướng thiện rồi. Ta trở về, ta làm từ thiện, ta hướng thiện rồi. Ta muốn làm một cái gì cho nó thanh thản cái cuộc đời của người ta. Chứ không có còn buông chen nó. Bản thân của tôi, sự thật bây giờ, tôi cũng hết ham làm kiếm tiền rồi. Sự thật. Chỉ sống một cái cách quan giả, đồng án cũng được. Không có buông chen nữa. Cho nên cộng đồng mạng cho hiểu được giùm tôi cái vấn đề này. Thì Tiến cũng nói cho cô chú anh chị em, thật sự nói cái Tiến đại gia này là anh Sơn chưa bao giờ nói. Thường thường như Tiến, mấy anh em làm YouTube thì cũng đã biết. Thì thấy anh nào mà mập sang sang đó là mình đi xe hơi gì đó thì mình đặt cái Tiến đại gia. Chứ thật sự ra nó anh Sơn chưa bao giờ lên mạng mà nói anh là một đại gia, anh là rất nhiều tiền. Nhưng không, anh Sơn không bao giờ nói điều đó. Thì làm YouTube thì mình đặt những cái tựa đề thì cho hiếu kỳ, đặng cho xem nhiều. Anh Sơn thì kiếm được nhiều lựa chọn, sự lựa chọn hơn. Ví dụ coi cái cô nào mà cảm thấy thật tình, trung thủy. Nói chung anh Sơn là không, anh Sơn cũng đã nói là không cần giàu, không cần đẹp, cần trung tình. Thì cái chuyện này quá đơn giản. Có nhiều anh nói đại gia dởm, đại gia gì đó. Rồi đi nói chung ra là nói rất là nhiều anh Sơn. Rồi nói tiếng là một khoe. Thật sự mấy anh ơi, làm YouTube thì mấy anh không phải hiểu vấn đề gì rồi. Mấy anh đừng ở nhà mà mấy anh chưa biết thông tin, chưa biết chính xác thì mấy anh đừng nên xúc phạm ai hết. Mình làm thì mình làm, nhưng xúc phạm đó là như bản thân mấy anh. Người khác xúc phạm vậy mấy anh nghĩ lại mấy anh có chịu được không? Đó, bản thân mình đi mà người ta nói đó, mấy anh có chịu không? Mình phải suy nghĩ lại mình làm cái làm. Mình làm sao để cho người ta yêu thích, chứ không phải lên bóc phốt người này rồi bóc phốt người kia. Nó thật sự ra làm vậy không phải là một người YouTube tốt. Đó, chửi Tiến là YouTube bá dơ. Thật sự có những lời của anh chửi em á, là những lời chửi vào mặt của anh á, là chứ Tiến đâu có chửi ai đâu. Thì khán giả xem cũng biết ai là làm kinh sạch, ai là làm kinh dơ. Thì Tiến cũng không cần nói nhiều. Mấy anh chửi em chừng nào thì mấy anh là mang khẩu nghiệp hay là những cô chú lớn tuổi nè, thì đó là cái quyền riêng tư của mỗi người. Ai thích
cái quyền riêng tư của người ta, mấy anh không có quyền, mấy anh đâu có nuôi mấy chị mấy cô mấy bác đó ngày nào đâu, mà mấy anh phải chửi người ta. Trời ơi, mới nhìn lại bản thân mình đi, nếu mà ai chửi mấy anh, mấy anh có hơi im gu không, hay là mấy anh chửi người ta lúc đó mấy anh còn làm dữ hơn nữa đó. Nên tiếng khuyên mấy anh là nên làm cho nó đàng hoàng một chút, dù sao cô chú anh chị em cũng đáng chú đáng cha đáng bác, đáng ông ngoại cũng có, đáng ông nội cũng có. Nếu mà mình nhỏ mình chửi vậy là thật sự ra là mình sống không có thọ đâu mấy anh ơi, em cũng nói thẳng mình vậy luôn đó. Thì bữa nay á, tôi cũng nói thêm cái vấn đề, cái vấn đề thương người già. Tại vì mấy em, mấy anh đồ đó là chưa có lớn tuổi, chưa thấy được cái khổ đau của người già, người lớn tuổi. Nhiều khi con cái nó không có nuôi mình, hoặc là nuôi mình không bằng, tôi nói con chăm ông, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Cho nên từ cái chỗ đó buồn lắm, người lớn tuổi người ta buồn lắm, ta sống cô đơn người ta buồn lắm. Cũng như bản thân tôi bây giờ là tôi cũng buồn, là thì tôi hướng thiện rồi, không muốn làm ra tiền nữa rồi, chỉ làm cái gì đơn giản, rau cháo gì đó cho nó vui vẻ rồi chăm sống cho cuộc đời. Cho nên anh em cô bác phải hiểu được vấn đề này, thương cho những người già, người lớn tuổi. Nếu trường hợp chị em lại đây mà tội nghiệp người ta bây giờ đi tí ở nhà, mình muốn mua có mảnh ghép cuộc đời có hay không? Vừa tiện chồng mới vừa chết hay gì đó, ai đi ngang dòm dòm cái thằng đó, khoái vợ đó thấy chồng người ta chết cái lời đó, hoặc là cái bà này bà đi ngang ông kia cái nói vấn đề đó, cái tự ái của cái xã hội, tự ái của cái nông thôn. Cho nên từ cái chỗ những người nào muốn kiếm được cái mảnh ghép của mình thì phải đến để là mình tìm được cái những đề mà mình muốn về chợ về già. Còn sống không được bao nhiêu năm đâu, cũng như tôi thấy bây giờ tôi là 66 tuổi rồi thì sống không được bao lâu đâu. Cho nên từ cái chỗ ai cũng phải hướng thiện, cho nên làm cái việc thiện, làm từ thiện thì cũng chưa ai hiểu. Tại vì tôi đâu có nói, tôi đâu có phô trương lên, tôi phải là cho tiền người này, cho tiền người kia để có một đánh bóng một cái mạc của mình, không có như vậy. Mà tôi nghĩ ngay tôi làm việc gì, việc thiện mà lương tâm tôi biết là được, chứ sự thật ra là không có vấn đề để phô trương, mà cũng không, tôi cũng không có tiền bạc gì mà gọi là đại gia đại gì đó thì không có đâu. Cũng bình thường sống với bà con với anh em trong cái vấn đề cái cuộc sống của người lớn tuổi. Còn mấy em, mấy anh, mấy cháu đó chửi người ta thì anh không có nói đâu, anh cũng không buồn, không buồn với cái người mà chửi bới mình để mà nói vấn đề đó. Tại vì cái cuộc sống của người ta thì phải như vậy, chứ còn anh thì không buồn đâu, không có trách mấy em đâu. Cho nên từ cái chỗ đó là mà là anh sống rất hòa đồng, rất vui vẻ. Thì nói chung ra hôm nay thì cũng cảm ơn Sơn lên đây, có những anh chị nên thôi đại gia lên một ngày là lại trốn mất tiêu, biến mất tiêu, không dám lên kênh nữa. Thì cái điều đó thì anh chú giải thích cho khán giả luôn. Tại vì con cái á, bà con cũng thông cảm, mình cũng phải đi làm cái chuyện gì để đăng ký gom mau ngày á, rồi á, là tuổi thì nó lớn rồi, mình không có ngồi á, mà được á, là một ngày đâu. Mà cho nên từ cái chỗ đó mình còn công việc riêng của mình nữa, của người già á, cho nên á, là bà con thông cảm mình vấn đề đó. Thì hôm nay mục đích của anh Sơn đến đây để giải thích cho tất cả cô chú anh chị em cộng đồng mạng hiểu hơn anh Sơn và Tiến. Tiến thật sự là nói cô chú anh chị em nào có theo dõi kênh của Tiến hồi đó giờ cũng đã hiểu, trước khi Tiến đi làm thiện nguyện tới bây giờ Tiến chuyển sang làm cái nối thương, là thật sự nói chưa bao giờ có cái chuyện gì hết đó. Thì mong cô chú anh em hãy hiểu ai làm đúng và ai làm sai, chứ mình Tiến không nói là Tiến là một người làm đúng đó. Thật sự là nói nó để cho cô chú anh chị em cộng đồng mạng hiểu hơn người nào đúng, người nào sai, người nào thật hay là người nào giả đó. Còn những anh em mà lên YouTube và nói người này nói người kia, thật sự Tiến cũng khuyên anh em mình
chửi người ta, mà sau này mình cũng mang cái khẩu nghiệp đó mấy anh em ơi. Nên mấy anh em hãy bình tâm suy nghĩ lại coi những việc mình làm có đúng hay không. Đó, mình đi moi móc cái chuyện đời tư hay là những cái chuyện gì đó thật sự không có hay lắm. Đó, Tiến khuyên mấy anh em làm cái gì cho nó có ích cho xã hội hơn. Đó, chứ Tiến cũng không dám mà lên đây để mà dạy đời mấy anh em hay là cái gì hết. Còn mấy anh em chửi Tiến thì mấy anh em cứ tiếp tục chửi, tại vì Tiến còn cũng như Tiến đã nói cái bữa trước là chửi Tiến thì dung phân tưới nước cho Tiến với anh Sơn thôi. Đó, chứ không cũng đợi giờ là không tiền là mới chết, rồi đau ống quản nó mới chết thôi. Chứ thật sự ra đó, mình làm sai thì người ta chửi mình thì mới mình mới sợ. Còn Tiến làm đúng với anh Sơn làm đúng thì ở đây không cũng không có lường gạt ai, cũng không có lợi dụng bất cứ ai điều gì hết. Thì em với anh Sơn đây, chú Sơn đây thật sự ra nói là cũng không có ngại cái điều gì hết. Còn mấy anh em cảm thấy có sức khỏe, Tiến nói thanh thao thì có sức thì cứ chửi tiếp, chứ bình thường nói với Tiến với anh Sơn là mình chú Sơn bình thường thôi. Vậy là mình chào khán giả nữa ha chú Sơn. Rồi, bởi vì là mình cũng chào khán giả, dạ, bà con. Thì Tiến cũng chào tất cả cô chú anh chị em, nếu mà có thương yêu mến Tiến và anh Sơn thì hãy cho một like, một chia sẻ. Và những cô chú anh chị em nào muốn kết nối yêu thương mà phải thật lòng, chân thật, cái kinh của Tiến là phải thật thì đến đây Tiến mới ghép đôi lại cho được. Còn nếu mà cô chú anh em mà lên đây là giả là Tiến không bao giờ Tiến ghép đôi, cũng như anh Sơn đó. Thì Tiến muốn chứng minh cho cô chú anh em bữa nay hôm nay là có rất nhiều cô chú và các anh chị em đến đây để chứ coi anh Sơn này có phải đại gia đi lụm móc bọc hoặc lụm da chai gì đó. Thì lại đây chứng minh coi có thật chút xíu nữa thì Tiến sẽ quay hỏi những cô lại, mấy cô là đây nè, mấy chị nè, rất là nhiều. Thì mong cô chú anh em hãy đón theo dõi clip tiếp theo của Tiến để phỏng vấn từ ngừ coi có đúng sự thật hay không, cho cô chú anh em hiểu rõ hơn về anh Sơn nha. Tiến cũng chào tất cả cô chú anh chị em nha. Cái lời sau cùng thì mình cũng xin nói như thế này, cũng như các chị em, các anh em nào mà thấy cô đơn thì mình cứ đến kinh của anh Tiến để mình kết nối, để mình kiếm cái phân nửa còn lại của mình. Chứ còn không có ở đâu mà tự nhiên mà nó đến. Cho nên nhiều người người ta nói, cái miệng đời nói rất nhiều. Sự thật ra mình đến đây mấy là kiếm được những cái quãng đời còn lại của mình để chăm sóc bản thân mình. Rồi có ý kiến nhiều là xin hết. Dạ, thôi em cũng chào nha.